À, đây là bông đa lộc gì nè ha. Đây là những cái bụng nụ bông nó nở nè. Đấy, thấy chưa? Này một thời là cũng nó cũng rất là hot ha, người ta trồng, người ta lấy bông, người ta bán. Cái bông này nó tươi rất là lâu, có thể chừng 2-3 tuần luôn á. Cái bụi này trồng thì nó chiếm diện tích rất là nhiều, chiếm diện tích nhiều lắm, nó dạng một dạng họ họ chuối chú rừng á. Cái này nè, nó khi mà nó lên này giờ nó sẽ đậu trái phía bên trong nè. Đây, rất là đẹp ha, bông như bông giả vậy đó, rất là đẹp. Nó nở tới đây luôn, nó nở tới cái cùi này luôn. Rất là đẹp ha. Đây. Đây nữa này. Nó rất là lâu. Đây là cái nụ nhỏ của nó nè. Như bông chuối vậy ha. Này nó cũng bị bệnh hay gì thế, bệnh nấm hay gì thế. Cái này nó cao, rất là cao to nè. Đấy, rất là cao to, trồng là nguyên một cái lùm rất là to luôn. Này kiểu như cây rừng, người ta thấy, người ta thấy đẹp người ta đem về người ta nhân giống thôi. Chứ những năm trước cách đây khoảng 5 năm về trước á, mày rất là hốt ha. Đấy, người ta trồng cái này, người ta lấy bông người ta đem bán đi. Bùn một cái cây giống như thế này là khoảng 200 ngàn một cây á. Bây giờ là nó không còn chuộng á. Cái bông này lúc trước bán được 5 ngàn hay là 10 ngàn gì đó. Còn bây giờ người ta không có chưng cái này nữa. Đây là cái cây mà nó sau này nó nở lên, nó có trái nè. Nó nở nở tới đầu đọt luôn á. Nếu mà để chưng ở ngoài này nó nở có thể tới cả tháng luôn không chừng nữa. Có trái nhỏ 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 nè. Này một dạng giống như là chuối không, ngồi chuối. Đây, bông rất là đẹp ha, to. Nếu mà người ta có thì ta trồng một hai cây ở ngoài vườn nè, đem vô nhà trưng, cái bông này tươi cả tháng trời luôn. Cái con nhỏ này cũng đẹp nữa nè. Bông nhỏ nở nè. Này kêu đại lộc nè. À, này đa lộc. Đa lộc. Là mai cái kia đại lộc trước quen à. Này bông kia là thời đạo mới thời ra cái này bá đa lộc, đa lộc ha. Đa lộc là nhiều lộc đó. Bá đa lộc là quá trời lộc luôn. Này là cái bông nhỏ đó nè, đây nó ra mình là nó ra cái cánh nè, còn cái bông đây nè, cái bông nhỏ nhỏ đây nè, nó ra là nó thụ phấn, nó thụ phấn cho cái phần trong này nè ha. Nó tạo thành trái luôn, những cái này nó đã nở nở rồi nè, rất là nhiều bông á. Một cái bông này lên coi như là một tổ hợp giống như chuối á. Rất là nhiều bông mà đậu trái phía bên trong mà nhìn cũng đẹp quá. Cả ngàn cái bông á, quá nhiều luôn. Đấy, cái tháng trời chưa hết nữa. Nè, giới thiệu cái bông bá đà lộc ha. Rồi, xin chào nhé. Như bông sen ha. Sen đỏ.